Chiều 21 tháng 6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vào chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh, sinh năm 1964, trú Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Hiện là Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Đà Nẵng về hành vi tham ô tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982, trú Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, hiện là trưởng khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Kim Chi, sinh năm 1986, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, hiện là nhân viên khoa xét nghiệm CDC thành phố Đà Nẵng cùng về tội danh trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng tiến hành khám xét, thu giữ tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án tại nơi ở và nơi làm việc của ông Thạnh và các bị can nói trên. Kết quả điều tra ban đầu, Công an thành phố Đà Nẵng xác định từ năm 2020 đến năm 2021, ông Tôn Thất Thạnh cùng các đồng phạm đã móc nối với công ty Việt Á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19 đã được thành phố Đà Nẵng mua để xét nghiệm công tác phòng chống dịch. Theo đó, ông Thạnh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Lê Thị Kim Chi làm giả sổ sách, chứng từ để nâng khống, chuyển hóa hàng chục ngàn mẫu gộp xét nghiệm COVID-19 thành mẫu đơn, đồng thời biến thành hàng chục nghìn bộ kit được tài trợ thành bộ kit mua của công ty Việt Á. Số vật tư dư dư sau khi phù phép, ông Thạnh cùng các đồng phạm đã chuyển lại cho công ty Việt Á để chiếm đoạt số tiền với giá trị thỏa thuận. Theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, giá trị tài sản bị chiếm đoạt trị giá hơn 4 tỷ đồng. Liên quan đến đề án Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ngày 20 tháng 6 đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh, sinh năm 1964, Giám đốc CDC Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982, trưởng khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng về hành vi tham ô tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Kim Chi, sinh năm 1986, nhân viên xét nghiệm CDC Đà Nẵng, cùng về hành vi trên. Công an Đà Nẵng xác định từ năm 2020 đến năm 2021, ông Tôn Thất Thạnh cùng các đồng phạm đã móc nối với công ty Việt Á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19 đã được thành phố Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch. Theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, giá trị tài sản bị chiếm đoạt trị giá hơn 4 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong quá trình thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại CDC Đà Nẵng đã chỉ đạo nhân viên bớt xén các loại sinh phẩm mua từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á và các nguồn tài trợ khác. Nhàn sau đó thực hiện việc báo cáo không trung thực nên trên thực tế đã làm dư ra số lượng sinh phẩm để ngoài sổ sách. Cụ thể, đối với sinh phẩm tách chiết thủ công RNA COVID-19, quy cách đóng gói là 50 kit một hộp, tương đương với 50 mẫu xét nghiệm. Do bớt xén khi sử dụng nên mỗi hộp dư ra 2-3 kit. Đối với sinh phẩm tách chiết tự động RNA, quy cách đóng gói là 960 kit một thùng, tương ứng 960 mẫu xét nghiệm. Đối với sinh phẩm xét nghiệm PCR COVID-19 thì mỗi kit tương ứng với một mẫu xét nghiệm. Trong năm 2021, CDC Đà Nẵng nhận nguồn tài trợ sinh phẩm Real-Time RT-PCR hãng Cogini Hàn Quốc từ công ty Phương Trang. Loại sinh phẩm này trong thực tế sử dụng một kit có thể chạy 2 mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, trên sổ sách, báo cáo tiêu hao sinh phẩm của CDC Đà Nẵng thì mẫu kit của hãng Cogini Hàn Quốc thì mẫu kit chỉ chạy được một mẫu xét nghiệm, mẫu còn lại được báo cáo là chạy kit của công ty Việt Á. Việc này làm số lượng kit test Việt Á trên báo cáo tiêu hao tăng lên và dư ra một số lượng lớn kit Việt Á trên thực tế. Tháng 7 năm 2020, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đến làm việc tại CDC Đà Nẵng để hỗ trợ xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Tại đây, Nhàn đã trao đổi thông báo đến Việt về số kit vô dư do gian lận khi làm sổ sách. Nhàn nhờ ông Việt hợp thức hóa số kit này và được Việt đồng ý. Để hợp thức hóa, Việt bàn bạc với ông Thạnh phương án. Cả hai thống nhất chuyển cho Việt Á số kit vô dư. Ngược lại, Công ty Việt Á sẽ gửi lại cho ông Thạnh bà Nhàn số tiền tương ứng với số kit nhận được. Hai bên sau khi thống nhất phương án thì bà Nhàn đã nhiều lần trực tiếp hoặc phân công Lê Thị Kim Chi đi giao số kit vô dư do gian lận. Tổng số sinh phẩm và vật tư mà bà Nhàn và Chi đã giao lại cho công ty Việt Á là 21.000 kit tách chiết tự động, 10.000 kit tách chiết thủ công, 2.400 kit xét nghiệm PCR, 74.500 mẫu tu bê rỗng 1,5ml với tổng giá trị được xác định là 4,063 tỷ đồng. Phan Quốc Việt sau khi nhận số kit này đã chỉ đạo cho nhân viên tiếp tục bán cho thành phố Đà Nẵng bằng các hợp đồng sau đó hoặc giao cho các đơn vị có nhu cầu mua sinh phẩm của công ty Việt Á.